Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, hiện nay gan nhiễm mỡ là kẻ thù số 1 của dân văn phòng. Có đến 90% số lượng nhân viên văn phòng mắc phải bệnh này. Thói quen ăn uống thiếu khoa học, trộn đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ là một trong những nguyên nhân khiến căn bệnh này gia tăng chóng mặt. Gan nhiễm mỡ là một căn bệnh do lối sống gây ra. Chúng ta có thể làm giảm tình trạng gan nhiễm mỡ bằng cách cải thiện chế độ ăn. Vậy, ăn gì tốt cho người bị gan nhiễm mỡ? Ở phần cuối video, Sức Khỏe Tự Nhiên có đề xuất 3 loại thực phẩm vừa rẻ vừa được dân văn phòng tin dùng. Các bạn xem có đúng không nhé? Đầu tiên, quý vị hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu bệnh gan nhiễm mỡ là gì, nguyên nhân ra sao. Bệnh gan nhiễm mỡ thực chất là một biểu hiện của việc tích lũy quá nhiều mỡ ở gan. Gọi bệnh gan nhiễm mỡ hay thoái hóa mỡ gan khi sự tích lũy chất béo trong gan vượt quá 5% trọng lượng của gan. Bệnh gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến xơ gan, từ đó có thể ung thư gan. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ. Thống kê cho thấy, bệnh gan nhiễm mỡ hay gặp ở người nghiện rượu, lười vận động, cơ thể do thừa cân béo phì và đái tháo đường, tăng lipid máu hoặc suy dinh dưỡng do thiếu hụt protein, hoặc có thể do các bệnh viêm gan khác như viêm gan A, B, C, E, hoặc do bệnh sốt rét. Ngoài ra, nếu chế độ ăn nhiều chất béo, nhiều đường hoặc quá ít chất đạm cũng có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu bệnh gan nhiễm mỡ kèm viêm gan virus B, C thì có đến 25% sẽ tiến triển đến xơ gan trong cùng thời gian đó, thậm chí ung thư gan. Các biểu hiện thường thấy của bệnh gan nhiễm mỡ là gì? Liệu bạn có mắc gặp phải chúng không? Quý vị hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu các biểu hiện của 3 giai đoạn gan nhiễm mỡ. Biểu hiện bệnh gan nhiễm mỡ giai đoạn 1. Khi gan nhiễm mỡ giai đoạn 1, lượng mỡ trong gan chiếm từ 5 đến 10% tổng trọng lượng lá gan. Đây được xem là giai đoạn nhẹ, lành tính, không nguy hiểm và cũng không có các biểu hiện gì. Người bệnh không có biểu hiện cụ thể. Nếu chỉ khám lâm sàng, sẽ rất khó để phát hiện ra. Cần làm các xét nghiệm và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm nhất gan nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu. Phát hiện và điều trị bệnh gan nhiễm mỡ ở giai đoạn này theo sự chỉ định của bác sĩ, tình trạng gan nhiễm mỡ sẽ hoàn toàn có thể khỏi. Biểu hiện bệnh gan nhiễm mỡ giai đoạn 2. Khi lượng mỡ trong gan chiếm từ 10 đến 20% tổng trọng lượng lá gan, bác sĩ xác định người bệnh đang ở giai đoạn 2 của bệnh gan nhiễm mỡ. Ở giai đoạn này, người bệnh bắt đầu có các biểu hiện rõ hơn như chán ăn, ăn không ngon, khó tiêu, đầy bụng, buồn nôn và cảm thấy mệt mỏi thường xuyên. Cũng bởi các triệu chứng này khá phổ thông nên rất nhiều người không để ý và bỏ qua, khiến bệnh càng có cơ hội phát triển và nặng thêm. Khi có kết quả xét nghiệm, người bệnh có thể thấy các mô mỡ đã xuất hiện rõ trên nhu mô gan và cơ hoành. Các bác sĩ cho biết đây là giai đoạn tích tụ nuôi bệnh và chưa có phương pháp để điều trị triệt để. Bởi vậy, cách tốt nhất để người bệnh gan nhiễm mỡ bảo vệ sức khỏe bản thân trong giai đoạn này là ăn uống theo chế độ khoa học, tăng cường thể dục thể thao, tạo sự miễn dịch tốt cho gan. Đặc biệt, không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia. Chủ quan ở giai đoạn này sẽ khiến bệnh gan nhiễm mỡ nhanh chóng chuyển biến xấu sang giai đoạn 3, nguy hiểm. Biểu hiện bệnh gan nhiễm mỡ giai đoạn 3. Tỷ lệ mỡ trong gan lên đến hơn 30% tổng trọng lượng của gan là biểu hiện của bệnh gan nhiễm mỡ giai đoạn 3. Bệnh nhân khi đi xét nghiệm cho thấy rõ độ lây lan các nhu mỡ tại gan tăng lên nhanh chóng và rõ rệt. Cùng với đó là các biểu hiện đặc trưng của bệnh gan như đau tức hạ xương phải, da vàng, vàng mắt, u mạch nổi lên trên da, chán ăn, mệt mỏi, xuất cân nhanh chóng. Giai đoạn này là giai đoạn nguy hiểm và nặng nhất của gan nhiễm mỡ.
Từ đây, bệnh hoàn toàn có thể biến chứng thành xơ gan, ung thư gan một cách nhanh chóng. Nếu không được điều trị đúng cách và kiên trì, khi biến chứng gan nhiễm mỡ bắt đầu thì cơ hội chữa khỏi là không có, mà người bệnh chấp nhận sống chung với bệnh và điều trị kéo dài sự sống tùy thuộc vào hiệu quả điều trị. Phần tiếp theo, Sức khỏe tự nhiên xin chia sẻ với quý vị về 3 loại thảo dược tốt cho người bị bệnh gan nhiễm mỡ. Thứ nhất, hoa atiso. Trước đây, dân gian lưu truyền phương pháp sử dụng hoa atiso là một loại trà để uống có tác dụng thanh nhiệt giải độc gan. Hiện nay, atiso cũng là thành phần chính trong nhiều sản phẩm và bài thuốc hỗ trợ bảo vệ chức năng gan. Chúng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, tốt cho gan, đồng thời chúng còn giúp tăng cường thải độc gan. Cân bằng lượng mỡ thừa giúp việc điều trị gan nhiễm mỡ đạt kết quả tốt hơn, ngăn ngừa các biến chứng thành xơ gan, viêm gan. Để sử dụng atiso chữa gan nhiễm mỡ, bạn chỉ cần hãm như một loại trà để uống hàng ngày. Thứ hai, nấm linh chi. Nấm linh chi chứa nhiều hóa chất có lợi cho gan và đặc biệt là các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi tế bào gan, làm giảm các chất béo có hại. Các chất này cũng giúp tăng cường thanh lọc, đào thải độc tố, giảm gánh nặng cho gan, giúp cho các tế bào gan có thời gian để tái tạo và phục hồi. Nấm linh chi có nhiều loại, trong đó loại dùng để chữa gan nhiễm mỡ được xem là hiệu quả nhất là nấm lim xanh. Thứ ba, cà gai leo. Cà gai leo là một trong những loại thảo dược tốt nhất đối với lá gan. Trong thành phần của cà gai leo có chứa rất nhiều các chất có lợi cho sức khỏe. Chúng có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào gan, vừa giúp thanh nhiệt, giải độc gan. Một số hoạt chất trong cà gai leo có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các bệnh lý về gan, nhất là gan nhiễm mỡ và xơ gan. Sử dụng các sản phẩm từ cà gai leo thường xuyên còn giúp phòng ngừa và ngăn chặn virus viêm gan B. Phần thứ ba, Sức khỏe tự nhiên xin chia sẻ 5 nhóm thực phẩm mà người bị nhiễm mỡ cần tránh. Thứ nhất, hạn chế chất béo, mỡ động vật. Mỡ động vật khi dung nạp vào cơ thể sẽ đi qua gan, bài tiết ra ngoài ở gan. Nếu sử dụng quá nhiều mỡ động vật sẽ gây gánh nặng cho gan. Gan không thể phải tiết mỡ, dẫn đến tích tụ, gây nên tình trạng gan nhiễm mỡ. Bạn nên thay mỡ động vật bằng các loại dầu có nguồn gốc từ thực vật. Thứ hai, tránh ăn những thực phẩm giàu chất béo có hại như nội tạng động vật, lòng đỏ trứng, chứa một lượng chất béo có hại cao. Giảm tiêu thụ các loại thực phẩm này giúp làm giảm lượng chất béo trong lá gan. Thứ ba, không nên ăn quá nhiều thịt đỏ. Trong thịt đỏ có chứa rất nhiều protein. Các thực phẩm này được chuyển hóa tại gan, như vậy sẽ làm tăng gánh nặng cho gan. Gan không chuyển hóa được, gây tăng lượng mỡ tồn đọng, khiến bệnh gan nhiễm mỡ trở nên nghiêm trọng hơn. Thứ tư, hạn chế các loại hoa quả chứa hàm lượng đường đôi cao. Hàm lượng đường cao là nguyên nhân gây ra hàng loạt các căn bệnh như béo phì, tiểu đường, gan nhiễm mỡ. Đường đôi do gan chuyển hóa. Việc hạn chế các loại trái cây có fructose cao sẽ giúp giảm gánh nặng cho gan, phòng tránh các bệnh gan nhiễm mỡ. Thứ năm, kiêng gia vị cay nóng. Các đồ ăn cay nóng như là gừng, tỏi, ớt, hồ tiêu, cà phê, những gia vị thông thường hàng ngày này có được xếp vào danh sách kiêng cự đối với người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Người mới cần cẩn thận khi sử dụng vì những gia vị này cay và nóng sẽ làm gan chúng ta không khỏe. Chúng sẽ làm suy giảm chức năng gan, khiến gan không thể bài tiết chất béo, làm chúng tồn đọng, khiến tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Thứ sáu, tránh xa các chất kích thích như rượu, bia, đồ uống chứa cồn. Đây là nhóm thực phẩm cấm kỵ với người bị gan nhiễm mỡ. Uống rượu bia sẽ thúc đẩy quá trình chuyển từ gan nhiễm mỡ sang xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Việc đào thải mỡ cùng các chất độc hại từ rượu bia tạo gánh nặng rất lớn cho lá gan. Khi bị bệnh mà người bệnh vẫn tiếp tục uống rượu bia sẽ làm quá trình chuyển đến xơ gan và ung thư gan nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời khi uống bia rượu
Gan phải hoạt động nhiều hơn để đào thải các chất độc hại ở trong bia, rượu ra khỏi cơ thể. Người bệnh cần đặc biệt kiêng rượu bia để việc điều trị bệnh nhanh có kết quả nhất. Phần cuối cùng, sức khỏe tự nhiên xin chia sẻ 3 nhóm thực phẩm tốt cho người bị gan nhiễm mỡ. Nhóm thứ nhất, rau củ quả. Đây là những thực phẩm lý tưởng cho người bệnh gan nhiễm mỡ vì có tác dụng hạ cholesterol trong máu và tế bào gan. Mỗi ngày, mỗi người nên ăn tối thiểu 300g rau xanh, 200g quả chín tươi. Một số thực phẩm được xem là thuốc có tác dụng giảm mỡ như đậu Hà Lan, cà chua tươi chín, ớt vàng, rau ngót, rau cần tây, diếp cá, tỏi, bắp chuối, nấm hương, chanh, cam, quýt, bưởi, táo chín, trà xanh, lá sen, hoa hè, hoa atiso. Cụ thể như nấm hương chứa nhiều chất làm giảm cholesterol trong máu và tế bào gan, lá sen làm giảm mỡ máu, giảm béo và chống sự tích tụ mỡ trong tế bào gan. Dùng để uống hoặc nấu cháo lá sen. Rau cần chứa nhiều vitamin, tác dụng mát gan, hạ cholesterol, thúc đẩy quá trình bài tiết các chất thải và làm sạch huyết dịch. Ngô có chứa nhiều axit béo không no, có khả năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa của chất béo nói chung và cholesterol nói riêng. Những loại rau tươi như cải xanh, cải cúc, rau muống, những loại quả như cà chua, mướp đắng, dưa gang, dưa chuột có công dụng giải nhiệt, làm mát gan, thanh nhiệt. Người bệnh gan nhiễm mỡ nên sử dụng các loại dầu thực vật như dầu lạc, dầu vừng, dầu đậu tương chứa dầu dừa. Những loại dầu này chứa nhiều axit béo không no, có tác dụng làm giảm cholesterol. Ăn chất vừa phải, 1g trên kg cân nặng một ngày. Nhóm thứ hai, đạm từ trứng sữa, thịt gà và cá. Ngoài ra, người bị gan nhiễm mỡ cần hạn chế chất béo mỡ. Tuy nhiên, không nên kiêng khem tuyệt đối mỡ vì chất dinh dưỡng nào cũng cần cho cơ thể. Cấu tạo cơ thể phải có mỡ để chuyển hóa các chất trong cơ thể bình thường. Con người cần 1g lipid trên 1kg thể trọng. Với người bệnh gan nhiễm mỡ, cần chú ý giảm mỡ động vật, tăng dầu thực vật, chuyển sang mỡ dễ hấp thu hơn như ở trong cá. Người bị gan nhiễm mỡ hạn chế ăn thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn. Thay vào đó, hãy ăn các loại thịt trắng như cá, thịt gà. Nhóm thứ ba, gạo lứt và gạo nguyên cám. Tinh bột là một trong những thứ làm cơ thể tích mỡ và lên cân. Thế nên đối với người bị bệnh gan nhiễm mỡ nên hạn chế ăn cơm trắng, có thể thay thế bằng gạo lứt hoặc gạo nguyên cám. Ngoài ra, hai loại gạo này còn giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Cuối cùng, sức khỏe tự nhiên xin khuyến cáo, bên cạnh việc xây dựng một chế độ ăn khoa học hợp lý, người bệnh cần tăng cường các hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe đề kháng và tăng chuyển hóa của tế bào gan. Người bệnh cần tập luyện thể dục thể thao hợp lý để giữ cân nặng ở mức chuẩn. Các chuyên gia khuyên nên dành khoảng 30 phút để tập thể dục mỗi ngày. Đi bộ hoặc đi xe đạp đối với người muốn giảm chỉ cần tập từ 60 đến 90 phút một ngày. Kính thưa quý vị, chế độ ăn uống hợp lý, khoa học, bổ sung nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe là một cách hiệu quả để đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu muốn có một lá gan khỏe mạnh, việc nên làm là có một chế độ ăn lành mạnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.